khi mà mình làm những cái video về mùa đông ở bên Mỹ này nè thì có rất là nhiều bạn nói tại sao nhà mình lại uh, uh, lười biếng không có chịu chăm sóc cỏ để cỏ cháy nó chết thì đây là lý do tại sao mà mình làm cái video ngày hôm nay video chỉ nói thôi không có đi đâu chờ hết thì à, ngoài cái việc mà mình làm video mà về những cái dụng cụ đồ ăn của lính và đồ sinh tồn và những thứ linh tinh khác giống như cào dây giá số và súng ống thì mình có làm về cuộc sống ở bên Mỹ thì video ngày hôm nay á mình sẽ nói cho các bạn biết 10 điều về mùa đông ở bên Mỹ này nó khác biệt với lại ở bên Việt Nam để cho các bạn hình dung biết được cái mùa đông ở bên Mỹ nó như thế nào thì trước tiên mà mình đi sâu vào trong cái chương trình này á cái video này thì mình muốn nói tới cái mỗi tiểu bang ở mỹ nhiệt độ nó đều khác nhau không có tiểu bang nào nó giống một tiểu bang nào hết thì uh, mình nói cho tiểu bang của mình thôi thì nó cũng gần như ná ná thôi chứ nó không thể nào một trăm phần trăm giống những tiểu bang khác thì bây giờ trước tiên á, cái điều đầu tiên mà mình muốn nói tới đó là cái nhiệt độ bởi vì khi mà các bạn tới mùa đông ở bên mỹ nữa nè cái nhiệt độ của nó xuống rất là lạnh tùy cái uh, tiểu bang của bạn ở có những tiểu bang nó rất là lạnh có những tiểu bang á thì nó chỉ Uh, lạnh hơn Việt Nam một tí xíu thôi giống như tiểu bang Florida ở bên Miami hoặc là ở bên Cali thì thỉnh thoảng nó cũng ấm hơn rất là nhiều nhưng riêng tiểu bang mình á tiểu bang mình là miền Đông Nam của nước Mỹ thôi nhưng mà mùa đông nó rất là lạnh thì nhiệt độ mà lạnh trung bình á là nó khoảng chừng ban ngày á thì dưới 10 độ C nhưng mà ban đêm có thể là âm âm từ 5 độ 10 độ có nhiều lúc âm tới mười mấy độ cũng có luôn và nó cộng thêm cái uh, nó không hề có ánh sáng mặt trời. Có nhiều lúc uh, cả tuần luôn bạn không thấy được một cái ánh sáng mặt trời ở tiểu bang mình luôn. Thì gió rất là nhiều nên cái nên mặc dù nó chỉ là một hai độ C đi nữa mà vì những yếu tố đó làm cho mình cảm thấy rất là lạnh. Thì đó là về tiểu bang mình và thì tiểu bang mình á, lạnh nhất là vào tháng 1 thì hiện tại giờ là tháng 12 nó mới chớm vô mùa đông thôi. Thì hồi ngày hôm nay nè là ở tiểu bang mình á có rất là nhiều vùng ở trên hướng bắc của tiểu bang mình cách nơi mình ở khoảng chừng một một tiếng gửi đi xe thôi là có tuyết rơi còn chỗ mình á thì mưa mưa cái ba ngày nay luôn rồi thì dự báo ngày mai á nó sẽ nói là tiểu bang chỗ mình ở nè nó sẽ có nó gọi là black Ice thì giống như là à, nước á nó động ở trên đường rồi à, nhiệt độ nó lạnh quá nó làm cho đóng thành một tấm băng thì giống như bạn lái xe mà bạn đi trên một cái tảng băng, tảng kiến nha, đi tràn nha thì nó rất nguy hiểm cho nên người ta đã khuyến cáo ở ngoài đường nếu ai không có uh, phải đi làm thì tốt nhất nên tránh giờ vào buổi sáng, giờ ăn sáng. Đó là điều thứ nhất mà mình muốn nói. Thì cũng vì là nhiệt độ cho nên mình muốn nói tiếp điều thứ hai á là ở đây không thể nào trồng được cây nhiệt đới. Như các bạn thấy ở đây để mình cho các bạn coi. Đó các bạn thấy đây là cái cây thăng long của mình nè thì mình không thể nào mình trồng được ở ngoài, ở ngoài nó rất là lạnh, nhìn nó rất là lạnh lẽo và buồn bã Đó. Thì uh, Cho nên á Mình mới đem cây thăng long vô trong nhà, nhiệt độ trong gara nó ấm hơn ở ngoài rất là nhiều Thì mình trồng cây thăng long này Thăng long này mình trồng ở nhà mình được 2 năm rồi Rồi bên ngoài đây này thì nó cũng là cây chanh Cây chanh thì mới mua năm này được khoảng chừng 6 tháng rồi Đó. Đó, Thì uh, trồng cây và điều thứ ba nữa cây không có lá đó các bạn thấy không có một cái cây nào mà còn lá hết có có cây có lá giống như cây thông hoặc là cái cây đối diện nhà mình á có một vài cây nó vẫn còn lá nhưng mà đa phần cây sẽ bị rụng lá hết thì thời điểm nó rụng lá vào mùa thu đó và đó là cái điều thứ thứ ba còn điều thứ tư mà mình mình muốn nói tới là tại có rất là nhiều bạn nói với mình là anh ơi tại sao mà nhà anh là lười biếng mà không có chịu chăm sóc cỏ. Thật sự á cái điều đó là ngược lại nhà mình rất là chăm sóc cỏ, nhà mình bỏ tiền ra cho người ta tới để mà xịt cỏ dạ cho nhà mình luôn. Thì đó là lý do tại sao á cỏ nhà mình nó mùa đông á nó đi ngủ đông. Cho nên á cái cỏ nhà mình nó sẽ vàng hết nó đi ngủ đông. Tới mùa xuân á nó sẽ nở lại thì đó là cỏ nhà mình. Các bạn có thể thấy mỗi năm là nhà mình bỏ tới cả gần một ngàn đô chỉ để cho người ta làm cỏ thôi cho nên nhà mình cỏ dài rất là ít đó nếu mà nhà ai á, mà xài mà cỏ cỏ nhà mình á, nó gọi là cỏ bermuda thì cỏ này á, là cỏ nhuyễn nhỏ nhuyễn à, giống như mấy này là, là cỏ cỏ dại nè thì người ta xịt để cho diệt nó diệt chết đó đi đó còn nếu mà nhà nào mà có cỏ dại nhiều á thì nó vẫn còn xanh đó các bạn thấy nước mưa mấy ngày nay nên đất nó lúng xuống y như là đất sét vậy mưa rất là nhiều thời điểm này giờ có rất là nhiều nơi nó cảnh báo bị lũ lụt luôn cũng như đây nước có động lại chỗ nhà mình đó thì mình muốn nói tới đó là cỏ thì cỏ nó sẽ ngủ đông đa phần cỏ dại cỏ gì nữa nó sẽ ngủ đông nhưng mà cỏ dại á có một số loại á, thì nó vẫn còn nó đợi cho tới cuối tháng 12 nó mới ngủ được con số thì nó chết sớm nó đúng ra là nó chết chứ không phải nó ngủ chỉ riêng cái cỏ mà mình hay gọi là cỏ dại với là cỏ có thiệt giống như cỏ nhà mình á thì mình gọi là cỏ có có thiệt là cỏ Bermuda tại cái cỏ đó là mùa đông nó sẽ ngủ rồi tới mùa hè nó sẽ nở nó sẽ mọc lại còn những cây cỏ dại nó sẽ chết đi rồi nó sẽ mọc lại thôi thì đó là về vấn đề cỏ và điều thứ năm mà mình muốn nói tới ở đây đó là xăng xăng vào mùa này nó rất là rẻ mùa đông thì mình có nghiên cứu cái này thật sự là mình không có rõ thì theo những cái nhà nghiên cứu họ nói đơn giản thôi tại vì nó có rất nhiều nguyên tố để cho săn vào mùa đông nó rẻ Điều thứ nhất để cho săn nó rẻ ở mùa đông là tại có ít người đi du lịch tại các bạn biết mùa hè với mùa xuân người dân Mỹ họ đi du lịch rất là nhiều đặc biệt vào ngày vào những ngày Memorial Day nè rồi những ngày những ngày họ đi tắm biển này nọ tại nhiều Mỹ họ thích hoạt động mùa hè nhiều hơn mùa đông thì cho nên họ đi rất là nhiều thứ nhất thứ nhì nữa là cái xăng mà để người ta làm bảo trì với là sản xuất lọc 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 dầu ra xăng á thì nó rẻ hơn mùa đông cái uh, tại vì mùa hè á, họ phải bảo trì, họ phải uh, ngưng hoạt động những cái nhà máy đó rất là nhiều để họ bảo trì, họ sửa chữa thì cho nên đó là những nhân tố mà nó làm cho xăng vào mùa đông thì rất rẻ. Hiện tại bây giờ mình mới đổ xe mình luôn đầy bình luôn thì chỉ có một đồng 99 đô có nghĩa là 2 đô la cho một gallon thì có nghĩa là 2 đô la mà cho 4 lít thì nói chung xăng ở Mỹ là đã, đã là, đã rẻ hơn nhiều nước rồi nhưng mà đối với cái giá đó ở Mỹ hiện tại giờ đó là, là đã rẻ nhất trong vòng mấy năm gần đây là mình thấy là gần như cả mười mấy năm luôn á thì cái thời mà mình qua đây xăng khoảng dừng đồng mấy chục sen thì bây giờ đó, là có thời gian nó lên tới năm đồng mấy luôn thì lúc đó là nó là chỉ thời gian ngắn thôi là tại vì À, bảo nó đánh ở bên texas á nó bị hư đường ống dẫn dầu hay gì á thì xăng ở chỗ bình nó, nó vài tháng nó lên tới 5 đồng mấy ga lông thời gian đó người dân ta xếp hàng dài đi đổ xăng luôn nhìn thấy ớn hàng lắm thì nôm uh, na nói mùa uh, đông á là xăng nó sẽ rẻ và cái điều thứ sáu mà mình nói đó như các bạn thấy mặc áo rất là dài mặc áo rất là nhiều lớp thì uh, đối với những thanh niên trẻ giống như mình á thì cái thời mà mình còn đi học á thì uh, mình mặc uh, rất là không có coi trọng với sức khỏe mình cho nên nhiều lúc mình chỉ mặc quần áo sơ mi với cái áo lạnh này thôi mình không có áo len thì uh, thời trẻ nó khác, thời bây giờ nó khác thì giờ mình cảm thấy mình nên uh, chăm sóc cho sức khỏe mình cho nên mình mặc rất là ấm khi mà mình đi ra ngoài đường thì uh, phải mặc tới trung uh, bình là 3 lớp, 4 lớp nhiều lúc phải tới 5 lớp nếu mà th thời tiết lạnh mà có gió nữa thì giống như thời gian này nào mà buổi tối là bắt buộc phải mặc uh, rất là nhiều lớp nhiều lúc người ta đi ngoài đường người ta còn trùng <laughs> cái mền nữa thì đó là chỉ riêng tới bay mà miền Nam thôi những tới bay mà miền Bắc á, nó còn lạnh hơn vậy nữa nhưng mà tại vì người ta quen với cái nhiệt độ trên đó rồi nó khác với những người ở miền Nam như mình thì đó là cái điều mà thứ sáu mà mình nói tới cái điều thứ bảy mà mình nói tới á, là khi mà có tuyết rơi ở mùa ở mùa đông tới bay mình á là mọi thứ nó đều mà nó gọi là shutdown có nghĩa là nó đều mà nó đại loại nó mà nó đều là nghỉ hết trường học nghỉ cơ quan nhà nước nghỉ nhưng mà mấy cái hãng xưởng tư nhân ấy, thì họ vẫn còn làm nhưng mà cái gì mà liên quan đến nhà nước là sẽ nghỉ hết ông thống đốc ông ban bố tình trạng khẩn cấp là cho nghỉ giống như hiện tại bây giờ ở trên một số cái quận ở trên hướng bắc của tới bang mình là họ đang nghỉ trừ nhà nước cho tới trường học luôn họ đang nghỉ bởi vì cái đường á như vậy mình nói nó sẽ đóng băng và nó sẽ đóng đá lại đi xe rất nguy hiểm nếu mà cho người dân họ đi á họ sẽ bị đụng xe họ sẽ gây ra tai nạn rất là nguy hiểm cho người dân cho nên họ không có um, cho người dân đi làm uh, những lúc như vậy với phần thứ nhì nữa là tiểu bang mình á, một năm á, tuyết chỉ có một lần hai lần có những năm nó không có tuyết luôn cho nên cái uh, cơ sở vật chất ở tiểu bang mình về uh, tuyết đó, giống như xe ủi tuyết rồi xe rải muối rồi xe rải nước muối này nọ nó thiếu thốn hơn so với những tiểu bang miền bắc những tiểu bang miền bắc năm nào nó cũng có tuyết cho nên uh, họ uh, uh, trang bị những thiết bị đó rất là, là tối tân thì khi mà chuẩn bị có tuyết là họ đã đi, họ đã đi rải họ đã làm mọi thứ hết rồi nhưng mà tuyết rơi đối với tuyết bay mình họ đường xá rất là nhiều nhưng mà cái cái mà cơ sở vật chất nó quá ít đi Cho nên nó không thể nào nó đáp ứng được cho nên đó là lý do tại sao mà họ cho những người ở nơi mình họ nghỉ và à, không lâu cách đây khoảng chừng vài năm về trước thì à, cũng trời tuyết vậy cái à, người ta cho học sinh đi học rồi xe bus nó bị à, lạc tay lái nó lật để làm thiệt mạng học sinh cho nên từ đó là lý do tại sao mà cũng là nhân tố để làm cho cơ sở vật chất này nhà trường học nó cho nghỉ vào vào lúc tuyết rơi đó là lý do đó cái điều thứ 8 ở đây nó cũng liên quan tới tuyết thôi thì khi mà người dân mà họ biết cái ngày hôm sau hoặc là hai ba ngày nữa sẽ tuyết rơi á người dân ở tiểu bang mình nó họ có một cái tính rất là đặc biệt khi mà tuyết rơi á dân dân chúng nó đổ xô nó ra đi mua sữa với bánh mì sandwich trứng ba món đó thôi coi như là bất cứ cái chỗ nào mà nó báo tuyết ở tiểu bang mình thôi là bạn đi tới những cái chợ á là bạn sẽ thấy những món đó là hết sạch không còn luôn nếu ai đi chợ là không là không còn mua nữa mình không hiểu cái đó đó mình nhiều mình hỏi nhiều người Mỹ họ nói tao cũng không hiểu lý do tại sao mà tụi nó lại làm gì nữa nhưng mà họ họ lại đổ xô đi mua vậy thì đó là cái điều mà thấy tớ tớ mình muốn chia sẻ với bạn đó là cái điều thứ 8 và tới cái điều thứ 9 mà ở đây á là nó sẽ đổi nhiệt thay à, đổi nhiệt độ nó sẽ đổi à, muối giờ tại vì à, thông thường á nó tới tháng 11 là nó sẽ đổi giờ nó sẽ à, nhích thêm một tiếng nữa tại vì á là khi buổi sáng học sinh họ đi ra mấy đứa học sinh nó đi ra nó đợi xe bus á mà nếu sáng sớm mà nếu mà không có đổi giờ á thì 7-8 giờ sáng nó ra mà xe bus giờ nó vẫn còn tối thì cho nên á à, người ta cảm thấy nguy hiểm cho con nít cho nên người ta mới đổi múi giờ để cho nó ra 7-8 giờ sáng á thì giống như là 8 9 giờ sáng giờ thật sự thì nó cảm thấy là mặt trời nó sẽ sáng hơn tí xíu. Thì uh, đó là lý do tại sao họ đổi nhiệt độ và khi mà họ bậy <laughs> đó là lý do tại sao mà họ đổi uh, uh, đổi giờ và khi mà họ đổi giờ thì tới mùa mà đông á tối nó sẽ rất là lẹ. 4 giờ mấy, 5 giờ thôi là bạn sẽ thấy tối hù rồi. Chừng 5 rưỡi là bạn thấy giống như 7 8 giờ tối vậy rất nó rất là tối. Nhìn nhìn nó rất là buồn thì đó là buồn là lý do mà thứ 10 mà mà mình muốn nó tới đây rất là buồn khi mà các bạn ở Mỹ này thì uh, mùa hè thì mọi người còn đi ra ngoài chơi rồi ngắm cây ngắm cảnh đi uh, những cái uh, hoạt động này nọ nhưng mà khi mà tới mùa đông đó, mọi người chỉ muốn ở trong nhà thôi ai ai muốn ở trong nhà rất là buồn rồi cái cảnh vật nó làm cho mình uh, buồn lắm giống như nếu như các bạn nhìn thấy ở nơi mình đang ở nè Các bạn thấy không hề có một bóng người luôn Không phải là vì trời mưa mà không có người Tới mà trời bình thường nó trời lạnh cũng chẳng ai đi ra ngoài đường hết tại Họ cảm thấy nó, Bạn, Các bạn thấy nhìn cảnh vật nó Ảm đạm Điều hiếu lắm, buồn lắm Thì đó đó đối với con người nào mà ở bên Mỹ này mà tới mùa đông mà cũng thấy buồn thì đó là 10 điều mà mình muốn chia sẻ các bạn tại mình cảm thấy là uh, như mình ngồi ngoài đây mình thấy ờ uh, mình nên chia sẻ các bạn về uh, mùa đông ở bên này để cho các bạn biết thì đó là những gì mà mình nhận thấy nó còn nhiều lắm, nó còn rất 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 là nhiều sự khác biệt mà mình chờ thấy mình cảm thấy nó bao nhiêu đó ra để mình chia sẻ cho các bạn thì mình muốn nói cho các bạn biết hơn. Ngoài ra nó còn nhiều thứ lắm các bạn, giống như những nơi mà giống như ở bên Canada hoặc là những vùng lạnh đó, thì mấy cái bánh xe này nè là họ phải đổi thành bánh chạy mùa đông hết chứ không giống như ở nơi mình ở là chạy bánh mùa nào chạy cũng được tại đúng là tiểu bang mình là có bốn mùa luôn xuân hạ thu đông là có đủ hết luôn thì nên những người ở tiểu bang mình đa phần là chạy bằng bánh uh, bánh chạy bốn mùa không à nhưng mà tới những nơi vùng lạnh đó là họ chuyển qua chạy bánh mùa đông thì đó là sự khác biệt tại sao mà khi mà mùa đông ở bên tiểu bang mình mà tuyết rơi là được nghỉ là vậy tại cái bánh xe chạy không được nếu mà bỏ xích vô á, chạy cũng được thôi nhưng mà uh, không mấy ai mà làm cái chuyện đó tại nó không có đáng để đầu tư vô những cái thứ đó. Khi mà tuyết rơi một năm có một hai lần nhiều lúc nó còn không rơi nữa. Đó. Thì uh, mình nói thêm cho các bạn biết thêm thôi. Hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp nha, nhớ like, subscribe ủng hộ kênh cho mình.